Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Sài Bền Vững. Thì hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2024 thì mình cập nhật giá xài cát chu và xài cát Hòa Lộc cho các bạn nắm nha. Hiện tại xài Đài Loan thì mình không cập nhật nữa do là rất là nhiều dựa đóng cửa rồi các bạn, cũng khó có đầu ra. Đó. Số lượng lẻ tẻ cũng khó. Nên mình tạm ngưng cập nhật giá xài Đài Loan. Thì giá xài theo mình biết được giá xài cát chu. Giá tại vựa nha các bạn. Thì lấy 250 g đổ lên. 4 trái 1 ký 230 g đổ lên các bạn. Thì giá tầm khoảng là 32-33 ngàn. Giá xài dưa thì hiện tại là nó tuột rồi nha các bạn, còn 24-25 ngàn gì đó. Thì giá xài dưa nó lên xuống nó rất là thất thường nha. Còn về xài cát Hòa Lộc xô 3 trái 1 ký, giá dao động từ 30-35 ngàn. Thì giá cát Hòa Lộc nó nhóng lên. Xài 400 úp thì giá nó sẽ cao hơn đó. Còn mà xài lựa, nếu mà mua lựa các bạn, thì hôm qua cũng có một vườn ở Mỹ Sương bán, thì với giá là xài bán 450 úp nha các bạn, 450 úp thì bán với giá là 50 ngàn đó. Xài nóc nha, xài vip nha. Thì đó là giá xài mà mình cập nhật cho các bạn nắm. Thì anh em nhà vườn nào mà cần bán thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nha. Thì vườn xoài các bạn đang xem là của nhà vườn ở Cầu Kè, Trà Vinh gửi cho mình. Thì vườn này là đã đổ gốc được 50 ngày. Thì ngày hôm nay là vườn của em Thắng ở Trà Vinh đó các bạn. Thì cũng hôm nay cũng lên thuốc kích luôn. Đó. Thì cũng chuẩn bị lên thuốc kích các bạn. Vườn lá này cũng phê lắm rồi. Vườn này kích được rồi. Thì mình xin nhắc lại nha, giá xài cát Hòa Lộc xô 3 trái 1 ký, giá dao động từ 30-35 ngàn. Còn xài chu thu mua tại vựa, giá dao động từ 32-33 ngàn. Thì anh em nhà vườn nào mới vào kênh mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Bên cạnh cập nhật giá xài thì mình cũng có bán túi vôi xài thương hiệu Bạn Nhà Nông. Thì anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình.